hay gọi là Bangkok, Thái Lan. Thì lúc mình nói series này sẽ là series gọi là Food Tour 2020. Thì làm mạo hiểm chút xíu nữa, thì bạn biết mạo hiểm bây giờ đi qua Thái Lan là mạo hiểm nữa bạn. Thì bạn biết dịch bệnh qua Thái Lan Corona khá là nhiều. Giờ qua Thái Lan ăn uống là dạng là mạo hiểm rồi đó. Bên này bây giờ khẩu trang liên tục, khẩu trang bên này nó cũng đắt hàng giống như bên mình vậy đó, là bán vô thì thuốc cũng không có cái nào đâu. Thì bữa trước á là tôi đi Thái Lan á, tại vì bữa trước á tôi đi ăn á là cái quán bên kia là bán trứng thai thì á nó bán bao nhiêu năm nó sẽ bán dài luôn. Tôi định qua ăn sandwich Michelin là quán trứng cua bên này, cái gì bên này là nó đông cực kỳ đông luôn. Thì bạn nghĩ lần đó là năm cách đây một năm luôn, ông này mà theo dõi tôi cách đây một năm là tôi ăn bên tiếp xe mai bên này, bây giờ tôi sẽ qua ăn bên trứng bên này nhưng mà ăn được thì thôi. Năm trước ăn hùng, năm nay giờ qua đây ăn lần nữa. Thì qua đây chủ yếu là ăn uống rồi kiếm mấy món này mà chưa quay với mong xem. Hồi trước đó, tôi đi qua năm trước tôi qua bên Thái Lan, tôi ăn đi khỏi Bangkok thôi. Năm nay tôi sẽ đi khá là nhiều tỉnh ở Thái Lan. Rảnh mà. Bây giờ tôi ái ngại cái là mỗi lần ăn qua Thái Lan cái nào có xếp hàng dài gì đó. Mùa dịch mà vẫn xếp hàng rất là nhiều. Thôi theo chân tôi qua kia xếp hàng không số. Chúng ta đã qua quán bóc được số 90, hiện tại là số 41. Trời ơi, thấy đông không? Bán sang bên Chilin rồi, khách Tây rồi nhiều các bạn. Khách Tây thích ăn cái gì có sang bên Chilin lắm. Khách Trung Quốc đông đen không? Biết ăn xong rồi đổ bệnh luôn nữa. À cái này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình ngồi nãy giờ 2 tiếng hồ mà nãy giờ số nó mới dứt được có mười mấy số, mới số 59 à, từ số 40 mấy số 59 là 2 tiếng mà số của mình là số 99. Trời ơi. Đấy, còn lại coi con phi không biết cái trời nổi không mà không biết cái trời nổi không mà. Thôi chắc tôi mở cuộc á, tôi kiếm gì ăn khác quá chứ tôi mệt, tôi đói quá, đói rồi, tôi đi từ 4 giờ chiều mà giờ 7 giờ tối rồi mà còn tới hơn 40 số nữa mới tới tôi. Đúng là Michelin đó. Lần có vẻ mà đói quá, ngoài cái cuộc trận đêm bên này kiếm gì ăn nè, nó sợ ra đây men thiệt. Đỏ quá, không thấy không, ở cờ đêm á hết tay không à, không có khách Trung Quốc để xè, không có Trung Quốc là bị ế.
ổng đi ăn rồi, bây giờ mình mới gọi là ăn lại lần nữa. Nhỏ cách đây cũng phải 20 năm tôi ăn cái thịt khai sấu này rồi, nó giống như thịt gà công nghiệp vậy á, bây giờ ăn thịt khai sấu nướng này nó cũng vậy á. Không có ngon đâu, chỉ ăn cho biết thôi. Giờ chúng ta đi tuốt về ăn món Michelin. Chưa thấy cái ăn cái quán nào nó cực như cái quán này á, xếp hàng từ 4 giờ chiều giờ 8 giờ tối. Tiếp xe mai nghĩa là xếp hàng hai quán mà nó nói đuôi nhau luôn rồi mấy ông kêu kinh khủng. Tôi ăn một hồi rồi mới tới số 83 thôi. Mình đi từ 4 giờ chiều và bây giờ là 11 giờ đêm, mình mới biết vô đây mình ngồi mình ăn được rồi các bạn. Đây, cái đêm nay cận cảnh cho bạn xem nè, ngôi sao của đêm nay 11 giờ đêm, 4 giờ chiều tới 11 giờ đêm đó, ta sẽ nhìn thấy nó rất là to nha các bạn nè, cực kỳ to bằng một bàn tay luôn á đó. Thì món này là 700 ngàn, cục này 700 ngàn, giờ mình cắt ra cho bạn xem nè. À, đẹp chưa? Rồi tôi chờ đợi giờ cắt nè. Đây đây à, thấy chưa, chúng ta sẽ banh ra. Đây. Cua không luôn, một đống cua, trong này là cua hết luôn nha các bạn nè, nguyên con cua thịt luôn à. Bánh thái ngon. Tôi chờ đợi. Ủa này em nè, 350 đó, tâm đây cho các em coi. Cua không nha bạn, cua mạch đúng không á. Cho em lấy cộng hành nữa nè. Đây của tôi, giờ tôi ăn đàng hoàng nè. Nó cuộn trứng đàng hoàng nha. À đó, bạn thấy không? Nè, có cua có trứng luôn nha. Cua trứng. Đó, có cua có trứng. Nhập này trứng rồi. Nè, mấy ông thấy chấm vô này. À. Có 7 tiếng à, có 7 tiếng là bạn chờ rồi ăn được rồi. Ăn mình cua nhiều không? Có lúc ghê luôn à, em đi đứng lên quay cho bạn coi à. Cũng biệt thái. Được rồi á. Cái món này á,
bạn biết không, bạn vô trong cái quán này á, bạn ngồi á là bạn chờ 6 tiếng, bạn vô quán này bạn ngồi chờ thêm 1 tiếng nữa là sẽ tới được cái món này. Tại cái món này là để làm món này á là phải từ 45 phút đến 1 tiếng. 45 phút đến 1 tiếng mới làm được cái món này các bạn. Tức là cái ăn nóng. Nên nó nhiều người vô đây chờ rất là lâu, thì cái kiểu một mình bà chủ làm thôi. Đồ cua không à. Ăn cua không mà no luôn á. Trời ơi. Vâng. Bà chủ ở đây á, để làm cái quán này là mấy chục năm, chỉ mình đã bán rồi bạn thấy không, đã không có chỉ không có cài nữa đó, chỉ một mình mẹ thôi. Mẹ một ngày mẹ tiếp đó là 120 khách, 120 số thứ tự với bạn đó. Nghĩa là một ngày là mẹ bán được khoảng, mình tính một ngày mẹ bán là một phần như là khoảng 2 triệu thì mẹ bán là tầm 200 triệu một ngày, 200 triệu một ngày. Một năm mẹ bán 6 tỷ, 10 năm mẹ bán được 70 tỷ. Mẹ bán 10 năm là giờ mẹ mua được hết luôn á, bán khóc rồi. Mẹ thấy Trung Quốc á, qua đây ít bớt á thì tụ tay qua đây. Đó. Mẹ thấy nhìn nè, cái này là cái thịt cua nè, càng cua nè. Đây là chỗ mai cua là chân nè. Xanh nấm. Chùa. Này. Món này cũng là 1000 bắp là 700 ngàn luôn. Tương bằng giá luôn nha bạn. Đây là hải sản. Nhà nhìn nè. Trong này là có mực nè, cá nè, tôm nè. Hồi con tôm. Tại vì thấy con tôm phải không? Lột vỏ nó bự. Nhìn tẻ không? Nè, hai con tôm to ngập mặt luôn. Trời, thấp miếng rồi. Thấp miếng. Đúng kiểu lỗ thái chua cay luôn. Vừa chua vừa cay nữa nhá. Tôi ăn cây vừa á. Cây vừa mà nó cực kỳ cay nha. Mấy ông đừng ăn cây cay đậm nha. Cây đậm là chịu không nổi đâu. Đây tôi gắp lại cho ông coi nè. À. Cá này em biết cá gì? Phải cá lóc không? Còn con tôm. Đài này mới bán cái vũ khổng lồ á. Giờ giống Ấn Độ à. Cái này 700 ngàn là ở Việt Nam là bạn ăn được hai cái nồi lẩu bên Thái, lẩu Thái nha bạn. Đó, hết rồi đó, còn lại là nấm. Tò nó thơm. Cay kinh khủng. Này, bạn được hai con tôm, hai miếng mực, hai miếng cá. Cái này là 700 ngàn. Nước này ngon các bạn. Chua. Chua kinh khủng, cay kinh khủng. Mình chấm miếng cá thôi, cá gì nè, cá gì nó mỡ rồi nè. Đây là hai cái món này, là combo này là hầu như người nào vô trong tiệm này cũng kêu nha bạn. Cá lóc à, cái cá lóc, cá đồng, nó bay mùi hôi hôi cá đồng. Các bạn xong mình nó vô rất là vui, mới vô rất là vui các bạn.
Tụi 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 ta tưởng nó vô đây là ăn liền, nhưng mà thiệt sự là vô đây phải chờ thêm một tiếng thôi. Chuẩn bị người ta sẽ buồn giờ. Tôi đói. Nhìn nè, có lẽ bưởi nữa ha, xả nè, hai ba loại nấm, nấm rơm, nấm cải, nấm mèo gì vân vân. À, ăn miếng cua nữa coi. Đồ nó đã, các bạn cái này ngon thiệt. Nói chung là bạn mà có thời gian rảnh á thì mình khuyên bạn ha. Các bạn phải là bán lúc 2 giờ chiều, 11 giờ trưa là tới đây đặt số. Sau đó 5 giờ chiều tới là ăn là vừa. Hiểu không? Đừng có mà bắt chọt lên 4 giờ chiều ra đứng bóc số là 11 giờ đêm ăn. Thôi mình ăn, để cho mình ăn để cho nó nóng. Ngủi mất không? Quá. Nói chung là cảm ơn các bạn chia video của này nha. Nếu hay thì cái kênh cái bài chia sẻ nữa. Còn cái video thứ hai không? Cảm ơn. Mấy tôm này tôm gì, tôm càng xanh hay tôm gì mà nó bự kinh khủng. Đây là video ngày tôi ở Thái, Bangkok. Tôi trước một năm trước là tôi tới đây tốt tôi ăn mà không được. Tôi mới tới đây tôi ăn. Lần trước là tôi xếp hàng bên ship xe mai bên cạnh 2 tiếng là cho ăn được. Ở đây là 7 tiếng. Tôi xỉn rồi thôi chị. Đây. Cái chai bia á. Đầu tiên nó bóng đá. Bia với con gà là đầu tiên nó bóng đá. Trời ơi, tí hồi nó tan luôn rồi. Đây có đồ thêm làng làng nha. Nói chung cái vừa ăn không nên gì đâu. Không nên. Chỗ này nên thêm xíu đường vô rồi được. Đó. Đường tiêu mắm tỏi. Đây nè, coi nè. Đó, ớt bột, tiêu, mắm, ở đây đường. Nè. Đường ăn bỏ vô đây. Đó, đem lên. Cho nó vừa. Má nó cay quá trời cay. Cay với chua. Bỏ xíu đường cho ngon thiệt. Đúng thiệt. Thêm xíu đường không ai. Ở miền Tây á là chút nguyên hũ đường vô luôn nha các bạn. Canh chua miền Tây là chút hũ đường vô cho nó dễ ăn. Thôi, rồi tốn tiền cho ông coi là bao nhiêu. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Tôi mệt quá, nhừ quá nhừ. Nhừ kinh khủng. Uống cơm nào.